bà nguyễn phương hằng khiến dân tình lóa mắt với hàng chục viên kim cương nước đi đắt nhất thế giới theo tiết lộ của bà nguyễn phương hằng Kim cương trong tay bà hiện tại có thể nói là đong theo ký, khoảng 20 đến 30 viên. Mới đây, chân tình lại được phen choáng ngợp trước số lượng kim cương mà bà chủ Đại Nam, Nguyễn Phương Hằng đang sở hữu. Đang chú ý, số kim cương này là kim cương nước D, được GIA chứng đây được xem là loại kim cương có màu sắc cao cấp nhất, cực kỳ hiếm và đắt nhất. Về số trang sức kim cương của mình, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, sau này bà chỉ để con gái một vài món làm kỷ niệm, còn lại, bà sẽ bán hết để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng từng khoe mới tẩu được kim cương 45 carat, ước tính giá khoảng 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều người lại đồn đoán số kim cương này là giả, với bà Phương Hằng đang cố tình khoe mẹ, lè thiên hạ. Trước sự việc này, bà Phương Hằng đã lên tiếng, họ nghi ngờ tôi mua kim cương giả để đeo, vợ chồng tôi bỏ ra cả nghìn tỷ để từ thiện thì chắc chắn trong tay chúng tôi phải sở hữu tài sản gấp vài lần chỗ đó. Chẳng lẽ tôi không có tiền để mua ư? Nếu không có cơ ngơi, sự nghiệp thì chẳng nói. Đằng này tôi phải giàu có mới có tiền chơi chứ quý vị. Còn trong kinh doanh, việc kinh nghiệp còn trong kinh doanh, việc doanh nghiệp nợ nần, vay rồi trả là chuyện bình thường nha. Họ không cam tâm để hạnh phúc, không cam tâm để tôi giàu có, không thích tôi được xinh đẹp. Viên kim cương đó chỉ có 45 carat thôi. Chứ có 60, 70 carat tôi cũng mua nhé quý vị. Cũng theo bà Phương Hằng, bà có sở thích sưu tầm kim cương nhiều năm nay. Kim cương trong tay bà hiện tại có thể nói là đong theo ký khoảng 20 đến 30 viên. Chính vì sự chịu chơi này và chịu chi này, các nhãn hàng bán kim cương trên thế giới đều biết đến bà. Đồng thời bà cũng rất tự hào khi là một phụ nữ Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế.